Julie xin mến chào quý vị đã đến với tin người Việt Canada. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi chỉ mới phát sóng trong một thời gian ngắn thôi và rất cảm ơn cũng như là rất mong quý vị sẽ tiếp tục yêu mến cũng như ủng hộ bản tin bằng cách hãy bấm like, chia sẻ cũng như là gửi đến phần bình luận bên dưới mỗi bản tin để giúp cho chúng tôi được có những bản tin ngày càng hữu ích hơn phục vụ quý vị. Cảm ơn quý vị một lần nữa và quay trở lại với thông tin ngày hôm nay. Cháy rừng đang làm cho chi phí bảo hiểm tăng đáng kể trong thời gian tới. Các chuyên gia bảo hiểm cho biết là các vụ cháy rừng đang hoành hành ở Alberta và Nova Scotia là một phần của xu hướng lớn hơn đang làm tăng chi phí bảo hiểm nhà ở khi mà thời tiết khắc nghiệt trở nên phổ biến hơn. Mark Cross là giám đốc bảo hiểm toàn cầu của DBRS, Morningstar đã cho biết rằng phí bảo hiểm ở Canada đã tăng lên được một thời gian. Sau một sự kiện lớn như là cháy rừng đang thống trị tiêu đề ở Canada, thì khách hàng ở những khu vực địa lý đó có thể sẽ nhìn thấy chính sách về bảo hiểm của mình được định giá lại hoặc có thể sẽ thấy các công ty bảo hiểm sẽ tăng giá nhiều hơn. Và khi bằng tổn thất ở mức độ này thì giá bảo hiểm của chúng ta sẽ cần phải đánh giá lại. Theo thời gian thì những thay đổi này ở cấp độ địa phương sẽ góp phần vào xu hướng lớn hơn. Theo một báo cáo vào tháng 7 năm 2022 của Rate.ca, thì phí bảo hiểm nhà ở ở tỉnh bang Ontario cũng đã tăng khoảng 10% trong chưa đầy một năm. Với sự gia tăng vào thời tiết khắc nghiệt và một trong những yếu tố góp phần làm tăng chi phí cho chủ sở hữu nhà, đặc biệt là những người ở trung tâm dân số nhỏ hơn. Một báo cáo tương tự cũng đã được công bố một năm trước đã cho thấy tỷ lệ bảo hiểm nhà tăng nhanh hơn lạm phát với tỷ lệ bảo hiểm nhà trung bình ở Alberta đã tăng tới 140% trong 10 năm lên 1.770 đô vào đầu năm 2021. Trong khi ở tỉnh bang Ontario thì tỷ lệ trung bình hàng năm là 1.284 đô. Những tổn thất lớn hơn là những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chi phí bảo hiểm cao hơn, cho dù những tổn thất đó là do thiên tai, lạm phát hay là do các chi phí gia tăng khác. Khi các công ty bảo hiểm thua lỗ thì chắc chắn bảo hiểm của chúng ta sẽ trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Và theo báo cáo hàng năm của Cục Bảo hiểm Canada thì thời tiết khắc nghiệt cũng đã gây ra thiệt hại được bảo hiểm là 3,1 tỷ đô vào năm 2022, tăng từ 2,1 tỷ đô vào năm 2021 và là một năm tồi tệ thứ ba trong lịch sử của Canada thưa quý vị. Và nếu như quý vị còn nhớ về vụ cháy rừng ở Fort Marmore cũng đã đưa năm 2016 lên vị trí cao nhất với thiệt hại gần 9 tỷ đô. Chi phí bảo hiểm ngày càng tăng đối với những ngôi nhà có nguy cơ bị thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt đã được nhấn mạnh trong tuần này tại California khi mà công ty bảo hiểm State Farm tuyên bố sẽ không còn chấp nhận các đơn bảo hiểm thương mại và nhà ở trong tiểu bang do chi phí xây dựng tăng nhanh hơn lạm phát trong lịch sử và rủi ro thảm họa ngày càng tăng ở hoa kỳ đã khiến cho thị trường bảo hiểm đầy thách thức xu hướng mà một số rủi ro nhất định trở nên ít hơn hoặc là hoàn toàn không thể bảo hiểm do biến đổi khí hậu đang diễn ra trên khắp thế giới và hiện nay ở canada thì những chủ nhà được bảo hiểm cho các vụ cháy rừng như một phần của bảo hiểm nhà ở tiêu chuẩn nhưng họ không được bảo hiểm cho các rủi ro khác bao gồm lũ lụt khi mà một phân khúc trở nên không thể bảo hiểm thì đó chính là một vấn đề về chính sách công và điều đó thường xảy ra khi mà chính phủ can thiệp vào và điều mà họ đã làm với lũ lụt đó là hứa hẹn sẽ tạo ra một chương trình bảo hiểm lũ lụt chi phí thấp quốc gia trong ngân sách liên bang mới nhất 2023. Chính phủ Canada tham gia nhiều hơn vào bảo hiểm trong tương lai nếu như các thảm họa thiên nhiên khác ngày càng trở nên khó bảo hiểm hơn đối với người Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada, năm 14 996 6679. Và thưa quý vị, ô nhiễm không khí dự kiến tại London, Ontario, khu vực khói cháy rừng. Kể từ sáng ngày 7 tháng 6, thì cơ quan thời tiết quốc gia cho biết mức độ ô nhiễm không khí cao đã phát triển do khói từ các vụ cháy rừng và dự kiến rằng chất lượng không khí kém sẽ kéo dài cho đến hết tuần này. Tuyên bố cũng cảnh báo rằng khói cháy rừng có thể gây ra cho sức khỏe con người, ở nồng độ thấp nhất và những người mắc bệnh phổi chẳng hạn như là hen suyễn hoặc là bệnh tim, người lớn tuổi hoặc là trẻ em, người mang thai và những người làm việc ngoài trời, một lần nữa thì tuyên người Việt Canada cảnh báo là có nguy cơ bị ảnh hưởng sức khỏe do khói cháy rừng gây ra. Tuyên bố tiếp tục nói rằng những hạt mịn này thường gây ra nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên thì mặt nạ phòng độc không làm giảm khả năng tiếp xúc với khí trong khói cháy rừng. Và điều quan trọng là phải chú ý đến sức khỏe, giảm hoặc là ngừng hẳn các hoạt động bên ngoài nếu như chúng ta đang gặp phải các triệu chứng trên. Ngọn lửa bùng phát vào ngày 28 tháng 5, thưa quý vị, đã phá hủy khoảng 200 tòa nhà, trong đó có 151 ngôi nhà và buộc hơn 16.400 người phải di tản. Nhiều người cũng đã phải sơ tán, có thể sẽ trở lại nhà, nhưng khoảng 4.000 người vẫn phải di dời. Ngọn lửa hiện đã được kiểm soát và ngăn chặn 100% và dự kiến sẽ không lây lan thêm ở tỉnh bang Ontario. Phát hiện chất cháy nổ trong khu vực công viên Vancouver Thưa quý vị, một nhóm gồm 16 lính cứu hỏa và nhân viên kiểm lâm công viên đã tiến hành một cuộc gọi là kiểm tra chiến thuật tại khu trại dành cho người vô gia cư trong một khu vực nhiều cây cối ở công viên Vanier ở Vancouver vào ngày 6 tháng 6, và không rõ có bao nhiêu người sống tại trại hẻo lánh này, nhưng mà có hai cấu trúc lều lớn và vững chắc. Dưới những tấm bạc thì các đội cũng đã tìm thấy một kho chứa hầu hết các thùng chứa khí propane đã cạn kiệt và bắt đầu vận chuyển chúng ra khỏi rừng. Vào thời điểm mà họ hoàn thành việc tuần tra của mình thì có tổng cộng là 88 bình khí propane nằm ở trong bãi đậu xe cùng với một máy phát điện và hai bình ga. Các thùng propan có kích cỡ khác nhau và mọi cấp độ đều đáng lo ngại. Và đây là một lượng năng lượng rất nguy hiểm khi mà chúng bị nung nấu và có khả năng xảy ra những vụ nổ. Với những bụi cây khô rậm rạp xung quanh trại và có những cành cây lớn đã chết chất đóng ở sát lều, có rất nhiều nhiên liệu đám cháy bắt đầu ở trong khu vực. Chính vì vậy mà Thủ tướng Justin Trudeau cho biết đây là cơ hội để lính cứu hỏa có thể đánh giá lại rủi ro trong khu vực và xây dựng kế hoạch tiếp cận nếu họ được cử đi chữa cháy hoặc là gọi y tế trong những khu vực này. Hội đồng công viên Vancouver đã từ chối yêu cầu phỏng vấn nhưng đã đưa ra một tuyên bố rằng các kiểm lâm viên của công viên đang tiếp tục tham gia để tiếp cận người vô gia cư của thành phố trong các chuyến thăm của mình để kết nối những người trú ẩn tại chỗ với các giải pháp dài hạn và lựa chọn nhà ở cho họ. Ban quản lý công viên trước đó cũng đã cố gắng thuyết phục những người sống ở Vanier Park quay trở lại vào tháng 3, nhưng những nỗ lực đó dường như đã không thành công. Hai vé chiến thắng cho giải độc đắc Lotomas trị giá 70 triệu đô vào thứ ba ngày 6 tháng 6 đã có chủ sở hữu thưa quý vị. Hai người sở hữu vé số may mắn ở British Columbia và Ontario sẽ chia nhau giải độc đắc Lotomas trị giá 70 triệu đô có 15 giải Max Million, có sẵn trị giá là 1 triệu đô mỗi giải và 5 vé chiến thắng đã được rút ra. Hai trong số các vé được chi cho người chiến thắng chia đôi số tiền, trong khi một vé đã nhận được toàn bộ giải thưởng trị giá 1 triệu đô. Ba trong số những người chiến thắng Max Million là ở Ontario, một ở BC và một ở Quebec. Giải độc đắc cho lần quay tiếp theo vào ngày 9 tháng 6, ước tính khoảng 22 triệu đô thưa quý vị. Tiếp theo, cảnh báo nhiệt Calgary và các khu vực xung quanh. Thưa quý vị, cơ quan môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cho thành phố và khu vực vì điều kiện thời tiết cực kỳ nóng được dự báo trong vài ngày tới. Nhiệt độ lên tới 29 độ C kết hợp với nhiệt độ thấp nhất qua đêm gần 14 độ C bắt đầu từ hôm nay, ngày 7 tháng 6. Thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục vào ngày mai và có khả năng kéo dài đến cuối tuần. Cảnh báo nhiệt cũng được đưa ra khi mà điều kiện nhiệt độ rất cao, dự kiến sẽ gây ra nguy cơ cao mắc các bệnh do nhiệt, chẳng hạn như là say nắng và kiệt sức vì nóng. Bất kỳ ai ở khu vực bị ảnh hưởng đều được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như là xem xét sắp xếp lại bất kỳ một hoạt động ngoài trời vất vả nào cho đến cuối ngày và thường xuyên nghỉ ngơi để tránh nóng. Và cũng khuyên người dân nên duy trì đủ nước bằng cách uống nước và các loại đồ uống không cồn, không chứa caffeine. Và mọi người cũng cần phải bảo đảm rằng trẻ em và vật nuôi không bị bỏ lại trong xe đóng kín bất kỳ một khoảng thời gian nào. Và đặc biệt chú ý đến những người có thể bị ảnh hưởng sớm hơn hoặc nghiêm trọng hơn do nắng nóng, bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ em, người cao niên và những người mắc bệnh về phổi, tim, thận, hệ thần kinh, sức khỏe tâm thần hoặc là bệnh tiểu đường từ trước. Và những người làm việc ngoài trời cũng như những người bị cô lập về mặt xã hội. Đây là những thông tin được cơ quan môi trường Canada đã cho biết. Chuyển sang một số tin tức trên thế giới, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã truyền thành công điện mặt trời từ vũ trụ về trái đất. Một nhóm nghiên cứu ở Viện Công nghệ California có tên là Cortex đã tiến hành thí nghiệm truyền điện không dây trong vũ trụ đầu tiên trên thế giới và dự án điện mặt trời không gian, viết tắt là SSPB, hướng tới khai thác nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn ở trên quỹ đạo. Năng lượng mặt trời trong không gian có thể giải quyết rất nhiều vấn đề về năng lượng sạch của trái đất và kỹ thuật có thể giúp thu được ánh sáng mặt trời 24 trên 7 mà không bị cản trở bởi khí quyển hoặc là điều kiện thời tiết. Về mặt lý thuyết thì tiềm năng năng lượng mặt trời trong không gian đạt hiệu quả gấp 8 lần so với một tấm pin mặt trời trên trái đất thưa quý vị. Do đó mà một số nghiên cứu đang nỗ lực khai thác nguồn năng lượng này bất chấp một số thách thức lớn và một trong số đó đó là kích thước cần thiết của một tấm pin quang năng. Kích thước của pin quang năng thương mại cần lên tới 9 km vuông và hệ thống nhận ở trên trái đất cũng cần rất lớn tương đương để có thể thu thập được năng lượng truyền về trái đất và điều đó đòi hỏi 39 lần phóng. Thậm chí với loại pin mô thông minh, siêu nhẹ, tự có thể triển khai mà nhóm đang phát triển. Sản phẩm của họ bao gồm một loạt các mô đun. Mỗi mô đun có thể có kích thước khoảng 1 mét khối khi phóng, nhưng cũng có thể căng ra thành hình vuông phẳng khổng lồ, mỗi cạnh dài 50 m và với ô pin quang năng ở một mặt và máy phát điện không dây ở mặt kia. Hệ thống thử nghiệm điện mặt trời không gian SSPD-1 nặng 50 kg, được đặt ở trên tàu vũ trụ có tên là Momentus World Drive và phóng vào quỹ đạo thấp bởi tên lửa của SpaceX vào ngày 3 tháng 1 năm nay. Và quay trở lại cập nhật tin tức về việc nước lũ bắt đầu rút sau vụ vỡ đập ở Kherson, Ukraine thưa quý vị. Sáng nay ngày 8 tháng 6 thì mực nước lũ tại thành phố Nova Kakhovka đã rút sau vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Kherson, Ukraine đang giảm dần và chính quyền sở tại cho biết nước bắt đầu rút trên các tuyến đường ngập lụt trước đó của thành phố. Trung tâm ứng phó tình trạng khẩn cấp của tỉnh đã cho biết mực nước đã giảm xuống 35mm và thị trưởng cũng đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết hơn 900 người đã được di tản khỏi các khu vực ngập nước, 7 người đang bị mất tích. Đập thủy điện này ở Kherson bị vỡ vào ngày 6 tháng 6 và Nga cho rằng các lực lượng Ukraine đã pháo kích gây vỡ đập. Trong khi đó, thì Kiev đưa ra cáo buộc ngược lại và cho rằng binh lính Nga đã làm nổ đập. Việc mà vỡ con đập khiến cho nhiều khu dân cư ở phía hạ nguồn bị ngập lụt và làm trầm trọng thêm tình hình thiếu hụt nguồn cung về điện ở Ukraine. Đập Nova Kakhovka cao 30 m và dài 3,2 km được xây dựng vào năm 1956 ở trên sông Tenev thuộc nhà máy thủy điện của Kakhovka và hồ chứa nước lên tới 18 km khối và đây là nguồn cung cấp nước quan trọng cho bán đảo crimea ở phía nam và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu âu ở phía bắc và việc mà vỡ con đập đã khiến cho nhiều khu định cư ở phía hạ nguồn ngập lụt làm trầm trọng thêm tình hình thiếu hụt điện cũng đang gây ra nhiều tranh cãi giữa hai bên nga và ukraine Julie xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada. Xin chúc quý vị một thứ năm ngày 8 tháng 6 thật là nhiều điều tốt đẹp. Công quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada, 514 996 6679.